bạn đến với chương trình Vuông Tiếng Việt. Người thứ ba đến từ Hà Nội và người thứ tư xin mời. Người chơi cuối cùng là Đặng Nam Hải Triều, 25 tuổi, đến từ Hà Nội. Công việc hiện tại là đánh rơi đồ vật, sở thích là xem tivi và đá bóng, sở đoản là hậu đậu và vụng về. Tham gia chương trình để được bắt tay với anh Xuân Bắc. Xin chào em. Chào em. Như vậy là ước nguyện của em đã được hoàn thành. Là bắt tay nhau đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Em xin phép đọc bây giờ. Đến với chương trình hôm nay, rất vui vì được bắt tay anh Nam Tảo. Em xin bắt tay anh lần nữa. Xin phép em nhé, anh xin lỗi nhé. Tiếng Việt thật khó làm sao, nhưng Hải Triều vẫn sẽ cố gắng để được vào vòng trong. Em cảm ơn mọi người, em là Hải Triều. Hải Triều đúng không? Dạ vâng. Bốn người chơi chúng ta đã biết họ là ai. Còn bây giờ chính là lúc chúng ta cùng đến với phần thi thứ nhất, đó là phần phản xạ. Người có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Tôi xin hỏi bạn Hải Triều một chút. Dạ vâng. Trong đăng ký của bạn, bạn ghi là nghề của bạn là nghề đánh rơi đồ. Nghĩa là thử độ bền của điện thoại. Lấy đâu ra điện thoại để em thả? Dạ vâng, em mua. Wow. Cứ có điện thoại mới ra là thả thử. Dạ vâng, cứ có điện thoại mới là em sẽ... Đấy là nghề nghiệp của em, nó là như vậy. Điện thoại và còn cái gì nữa không? Có TV? Có nhiều lắm anh ạ. Có máy tính. Máy tính bảng. Ghế. TV thì em mong rằng năm nay em sẽ được thử. Anh còn rót tất cả người nữa. Có à? Có. Có cả người à? Thường là em thử như nào? Anh có muốn làm người thử không ạ? Không. Không, không. Em nói anh đã có cảm giác là mình tan vỡ rồi đấy này. Dạ vâng, thế thì thôi ạ. Mà đây chỉ là độ bền vật lý đơn thuần thôi, đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Thế còn sử dụng còn rất nhiều thứ nữa. Dạ vâng. Và đây là một nghề. Đúng rồi, đây chính là một nghề. Đây là một nghề hẳn hoi, thưa quý vị. Chúc người cuối cùng ở phòng thi thứ nhất đó là bạn Hải Triều. 60 giây bắt đầu. Hoàn thiện cụm từ sau. S Subscribe. B C I gì ạ? Subscribe. Chưa chính xác, chúng tôi đang trong tiếng Việt. Vâng, thế bỏ qua. Đó là số bị chia. Số bị chia. Đây là gì? Đây là gì? Hai từ. Bỏ qua. Bỏ qua, đó là khai căn. Tiếp theo. Sinh sâu. Không phải. Sân si. Chưa chính xác, thiếu từ, gần đúng rồi. Sân siêu. Sân siêu đáp án chính xác. Tiếp theo. Yêu nhau, câu 6, chấm 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 kết nhau, câu 6 bộ ra là 10. Câu 6, cung chia. Không phải. Cũng mang. Không phải, không đúng, khó quá, có thể bỏ qua. Bỏ qua, bỏ qua. Bổ ba, bổ ba, đây là gì? Nào. Đôi ta là... làm bạn thong dong như. Như hòn ngọc. Cái gì nằm trong mâm vàng? Như đôi bát. Không phải, gần đúng rồi. Đôi đũa. Đôi đũa đáp án chính xác. Rồi. Tiếp theo hãy viết lại cho đúng từ sau. Lượng giác gì? Không. Viết. Rồi. Nhanh lên nào. Đáp án chính xác. Tiếp tục. Nào. Ưa chuộng. Gì một. Đáp án chính xác. Tiếp tục. Rời rạc hay là rời rạc? Gì ạ? Rời rạc 2. 2. Đáp án chính xác. Nào, có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Mặt phương nở, má bầu, môi gọi. 1 ạ. Gì nào? 1 ạ. Đáp án đúng. Hãy viết lại cho đúng từ sau. Hết giờ. Nó hơi vội một không chút. Không có phải, bạn dơ lên cho mọi người cùng xem. Nhưng ở những giây cuối cùng mà bạn ngoáy thế vẫn được chấp nhận. Subscribe. Dịch ra có nghĩa là gì? Là số người theo dõi. Người theo dõi, subscribe. Cái trang của bạn có bao nhiêu subscribe? Hiện tại thì em làm TikTok. Thì là hiện tại em đang có 1,7 triệu. 1,7 triệu subscribe. Và Hải Triều đang có 7 điểm, chúc mừng bạn. Chơi có 60 giây để giải nghĩa từ và đưa ra gợi ý cho hai người còn lại. Trả lời đúng trong 15 giây đầu tiên, người đoán đúng từ và người giải nghĩa cùng được 4 điểm. Cứ mỗi 15 giây, số điểm lại giảm bớt 1. Người dẫn chương trình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các từ trong cuốn Từ điển tiếng Việt gồm 36.000 từ của Viện Ngôn ngữ học Việt Nam. Kết thúc vòng chơi giải nghĩa, người có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Tôi sẽ tìm thử.
được không? Ở không. Tay em cầm vào từ điển mà nó cứ run 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 ấy. Từ này hơi khó đó ạ. Em sẽ trời, cố gắng. Từ này dễ chứ. Thật thật mà, em tìm các kiểu thì nó sẽ dễ mà, thật. Hay là anh nói luôn cho, từ này là không được. Để em ạ, để em ạ. Nào, 60 giây bắt đầu. Có hai từ, thì từ đầu tiên á là một cái dấu câu. Và từ thứ hai á là ngược với đơn. Từ đầu tiên là một dấu câu. Surprise. Không phải. Nó là nặng nhiều. Không phải. Từ đầu. Xin mời. Chấm đôi. Chưa chính xác. Kiểu tư duy như thế là tốt. Đúng là nó là đôi đấy, nhưng không phải đôi. Nó tương tự với đôi thôi. Đơn thì là cái gì? Còn từ đầu tiên là dấu câu. Mỡ gì đấy? Từ đầu tiên là mỡ. Cái gì đấy? Thì từ thứ hai là ngược với đơn. Từ đầu tiên là mỡ gì nhỉ? Khi mà mình đặt câu á, mình hay mỡ gì? Hỏi đôi. mình đặt câu là mình sẽ có một cái dấu câu. Còn 10 giây, cứ bình tĩnh. Xin mời. Chấm đôi. Chứ vừa nói xin. Rồi. 5, 4, 2. Từ đầu tiên là mỡ. 1. Mỡ gì đấy? Sao là... Một bộ phận. Bộ phận. Ừ, trong câu. Khi chúng ta muốn nhấn mạnh điều gì, ví dụ như câu nói của một ai đó. À, ngoặc đôi. Ngoặc kép. Ngoặc kép, đúng rồi. Là em ạ, là em. Đây, mình ví dụ thế này, đúng không? Không phải, đừng có tại ai. Ở vị trí của anh và vị trí của em nó không giống nhau. Vâng. Đây là anh thử thôi, cho nó vui vẻ thôi. Từ đầu tiên, không ai có điểm. Chúng ta tiếp tục tìm từ thứ hai. Được chưa? Dạ rồi. Em chắc chưa? Dạ chắc. Ừ, chắc rồi. Và bây giờ 60 giây bắt đầu. Đừng phạm quy nhá. Có 3 từ. Đúng rồi. Từ đầu tiên là chủ đề. Từ số 2 là nghĩa là có. Từ số 3 là chia. Và nó là số. Chúc mừng hai em. Không được chấp nhận, mình làm lại. Và bây giờ chúng ta tìm từ thay thế. Một tràng vỗ tay thưa quý vị. Lại từ khó. Từ này nó còn khó hơn từ khi nãy nữa. Thưa quý vị, 60 giây bắt đầu. Có 3 từ. Thì từ số 2 á, từ đầu là mình chưa nghĩ ra ha. Okay. Từ số 2 là cái tưởng 2 chấm. Tưởng gì đấy? Cái số 3 là một môn học. Là cái gì đấy học? Cái gì đấy học? Đấy, cái gì là... đấy học? Học nhiều cái gì lắm. Một môn mà nó liên quan đến axit bazơ đấy. Là cái số 3. Thì từ đầu tiên là cái từ đấy nó hơi khó. Đúng rồi. Có 3 từ thì ừ. Là từ số 2 là tưởng 3 chấm. Tưởng 3 chấm. Rồi, cách từ... gọi khác của con voi. Có cách khảo khác của con voi. Đấy là từ thứ hai đấy. Từ thứ hai, từ số 3 là từ thứ 3 là một axit bazơ đấy. Liên quan đến phản ứng axit bazơ. À, nó sẽ là tưởng tượng hóa. Từ đầu không đúng. 4 3 2 1 Tô tượng hóa. Tô tượng hóa, một tràng vỗ tay cho bạn. Phải nói rằng cả hai người chơi vừa rồi rất liều lĩnh hóa. Giải nghĩa. Tách ra trong tư duy thuộc tính một quan hệ nào đó khỏi những thuộc tính, những quan hệ khác của sự vật để nhận thức một cách sâu sắc hơn. Đấy. Nó đấy. Là từ gì ạ? Đó là từ trừu tượng hóa. Không ai được điểm. Xin mời người tiếp theo hãy lên đây với tôi. Hương đứng đây. Rồi. Bắt đầu. Mẹ đang chờ ở dưới.
cố gắng tươi lên em, cố gắng tươi lên, chị run em ơi. Được chưa? Được rồi ạ. 60 giây bắt đầu. Đây là một định nghĩa trong toán học. Đáp án có hai từ. Từ đầu tiên là ba chấm che làng. Từ thứ hai là trái ngược với thiếu. Em xin được đoán là lũy thừa. Đáp án chính xác, đó là lũy thừa. Rất giỏi. Lũy thừa. Mỗi bạn có cho mình 4 điểm, xin chúc mừng. Từ tiếp theo. Rồi. 60 giây bắt đầu. Đáp án có 4 từ, nhiều vô kể, thường được so sánh với sông Hằng ở Ấn Độ. Và đáp án của chúng ta là Hằng Hà Sa Số ạ. Phạm quy rồi em ạ. Vâng ạ. Nên không sao, chúng ta đi tìm từ mới. Cứ bình tĩnh nhé. Rồi. 60 giây bắt đầu. Nào, vỗ tay đi mọi người. Có đáp án có hai từ. Từ đầu tiên ba chấm số. Từ thứ hai là một môn học ba chấm học. Phản ứng. Rõ đấy, rõ từ, dần rồi đấy. Từ thứ hai phản ứng. Phương trình. Từ số 1. Từ số 1 có một dòng 001010. Số hóa. Gần đúng rồi đấy. Đúng rồi, gần đúng rồi. Nó có ba chấm số. Liên quan đến động vật đi xem nào. Phố ở Hà Nội, kim, ba chấm. Mã số. Cái từ đầu tiên đúng rồi đấy ạ. Cái từ thứ hai ở lượt trả lời. Đúng rồi ạ. Mỗi bạn cộng thêm 2 điểm. Mã hóa. Hai từ đã xong. Xin mời. Được nào, rồi. Đổi chỗ cho anh kìa. Chọn nhé. Được rồi. Sáu mươi giây bắt đầu, mời bạn. Đây là một trong những tính cách rất xấu. Đấy là từ số 1. Còn từ số 2 là đây là một vật dụng mà ở trường quay có rất nhiều. Có chắc không? đầu tiên từ số 1 nhé. Từ số 1 là chúng ta không được như thế nào. Trái nghĩa với từ hào phóng. À không phải, chơi, nhờ. Trái nghĩa với từ... Nói về những cái ông quan mà vơ vét của cải của nhân của dân. Dân thì mình gọi là cái gì đấy? Gì? Từ đầu gì? Tiên đấy. Ừ, rồi. Đây là cái từ đầu tiên của cái câu ngu dốt. Trước cái từ ngu dốt trong... trước ông, từ ngu ông dốt. Quan là được rồi. Tiếp theo là mình ngày xưa không có điều kiện mình hay... Mình hay đắp gì? Hay bị đắp chăn? Tham chiếu. Tức là bạn nói ở trường quay rất nhiều cái đèn nó đang chiếu sáng. Tức là khái niệm ra cái đèn nó đã chết rồi mà nó còn chiếu sáng nữa. Không, bắt đầu em nghĩ là máy chiếu. Ví dụ thế. Dạ vâng. Mỗi bạn cộng cho mình 1 điểm. Xin chúc mừng. Nào, từ cuối cùng. Vâng. Úi giời, giả phát đúng luôn. À không phải. Được chưa? Em đã bắt đầu nghĩ rồi. Nghĩ chưa? Nghĩ rồi. Nhưng mà anh cứ hỗ trợ em. Tất nhiên, cố gắng nhé. Nào, 60 giây bắt đầu. Mọi người dành một tràng vỗ tay đi, câu cuối cùng. Chữ đầu tiên, từ này có hai chữ. Chữ đầu tiên là một trong những số giữa số 7 và số 10. Thực ra gợi ý như thế này không được đánh giá cao đâu, nhưng em cứ làm đi. Dạ vâng. Và từ số 2 là trái nghĩa với chết. Chín sống. Chưa chính xác. Khó khăn. Mình có tiếp tục không anh? Tiếp tục chứ, tiếp tục. Em lại hỏi anh đang chờ em đây. Cố gắng lên.
cái gì người ta hay gọi một trong những cái bà, một cái những cái bà này là rất hay buôn chuyện. Buôn chuyện là bà gì? Ừ, bà đấy, gì? Là đấy là từ số 1. Ừ. Và từ số 2 đó chính là các thế hệ. Đồng nghĩa với từ sống. Không đúng. À thế à? À đúng rồi, các thế hệ. Ừ, đúng các rồi. Thế hệ trong gia đình. Đúng rồi. Các thế hệ trong gia đình. Đúng rồi. Là các gì ạ? 8 hệ. Gần đúng rồi. Các thế hệ trong gia đình. 8 đời. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi và hết giờ rồi em ạ. Ông gợi ý cái gì ý? Ông không, nhưng mà chương trình Vua Tiếng Việt mà ông trả lời là subscribe thì biết rồi. Ai mà theo được ông? Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết điểm thưa quý vị. Bạn Hiền được 2 điểm. Bạn Thành Hưng được 7 điểm. Hải Triều được 5 điểm. Xin chúc mừng. Chúc mừng em. Chúc mừng cháu. Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, phần 3 của chúng ta, đó là phần sâu chuỗi. Phần này là phần đòi hỏi sự nhanh nhạy. Ghép các từ thành câu không chỉ là có nghĩa mà phải đúng với đáp án mà chúng tôi có. Luật của chúng ta như sau. Xin mời quý vị. Trong vòng sâu chuỗi, người chơi giành điểm bằng cách sắp xếp chuỗi từ không theo trật tự thành câu có nghĩa. 9 chuỗi từ tương ứng với 9 câu hỏi. Người chơi giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. Kết thúc vòng chơi sâu chuỗi, người có số điểm thấp hơn sẽ bị loại. Vòng sâu chuỗi của chúng ta, thưa quý vị. Bây giờ sẽ là câu đầu tiên. Xin mời. Sắp xếp từ, mời bạn. Vạn sự khởi đầu nan. Vạn sự khởi đầu nan, đáp án đúng. Rất giỏi, cháu cố gắng lên. Dạ. Mọi việc lúc bắt đầu làm đều có khó khăn, hàm ý. Nếu cố gắng sẽ vượt qua được, sẽ làm được. Vòng sâu chuỗi. Xin mời câu tiếp theo. Vài nước trong ba hớp. Mời Hải Triều. Hớp nước trong vài ba. Chưa chính xác. Cái chữ in hoa là chữ đầu tiên đấy nhỉ. Mời bạn. Vài ba hớp nước trong. Vài ba hớp nước trong, đáp án chính xác. Câu thứ ba. Xin mời. Tư đi khoa tới Tà Mạc. Mời bạn. Ta đi tới khoa Tư Mạc. Chưa chính xác. Cố gắng lên nào các bạn. Mời bạn. Ta đi tới Mạc Khoa Tư. Không phải. Xin mời. Mạc ta đi khoa tới. Oh my god. Mạc Tư Khoa là phiên âm của từ Moscow. Oh. Ở chưa? Dạ vâng. Dạ. Đấy. Ta đi tới Mạc Tư Khoa. Dạ vâng. Câu này không ai giành được điểm. Chúng ta đến với câu tiếp theo. Bốn nhà dân một cõi nhân. Xin mời. Nhân một cõi nhà bốn dân. Chưa chính xác. Nhân thế nó hơi vất vả cháu ạ. Câu này là nhân dân bốn nhà một cõi. Chưa chính xác. Gần đúng rồi. Nó mang tính hiệu triệu. Mời nhân dân một cõi bốn nhà. Không phải. Không phải. Trong Bình Ngô Đại Cáo. Nhân dân bốn cõi một nhà. Nhân dân bốn cõi một nhà. Nhân dân bốn cõi một nhà. Chúc mừng bạn Hưng. Xin mời. Sâu chuỗi, câu tiếp theo. Nào, cố gắng. Không tứ méo, miệng vành, tung mó. Mời bạn. Cái này là không tứ méo mó miệng vành. Không đúng. Tiếp tục đi, liên tục nào. Xin mời. Miệng vành méo mó tứ tung không. Không đúng. Đây là một câu ca dao. Vế trước là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. 3, 2, 1.
Ai chà, lâu lắm tôi mới thấy một một câu ca dao mà khó nhớ. Bởi vì thường là câu ca dao là những câu nói có vần. Dạ vâng, đúng rồi. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, miệng không vành méo mó tứ tung. Câu tiếp theo mời các bạn tập trung vào. Hải Triều tập trung vào. Dạ vâng, em đang tập trung. Em cứ tư duy theo lối của em ấy là không ai theo được đâu. Nhẹ ra sáu bước, chân nhẹ ngã. Mời Hưng. Bước chân sáu nhẹ nhẹ ngã ra. Chưa chính xác. Bước chân sáu ngã ra nhẹ nhẹ. Chưa chính xác. Bước chân nhẹ nhẹ ra sáu ngã. Không phải. Bước ra ngã sáu chân nhẹ nhẹ. Thêm một câu nữa, mời các bạn. 15 đến còn từ trẻ 10 nít. Chữ từ đầu tiên rồi. Mời bạn. Từ một còn nít đến trẻ 15. Chưa chính xác. Xin mời, tiếp tục. 2, 1, hết thời gian. Thêm một câu nữa đi. Vừa rồi là từ 1 đến 15 còn trẻ nít. Thêm một câu nữa, nào xin mời. 1-1, có lẽ 3.400 chuyện một đêm. Ôi dồi, cái này dễ. Xin mời. 34.000 một đêm có lẽ. Còn thiếu từ kìa. Còn 20 giây, nhanh nào, mời bạn. 34 có nghìn lẻ một đêm. Vẫn thiếu từ, từ trước chữ đêm kia. Mời bạn. 34 có chuyện nghìn lẻ một đêm. Gần đúng rồi, lắp đứng bỏ cuộc. Chiều ơi, em làm ăn chết. Em đang buồn cười. 6, 5, 4, 3, 2 kia. Vẫn còn 4, 4, chuông, mời. Có chuyện nghìn lẻ một đêm. 34. 3, 2, nhấn chuông. 1. Hết giờ. Không giờ được. 34 có chuyện 1.001 đêm. Ui, thiếu số 1. Mẹ sắp ra rồi, thiếu số 1. Tôi phải nói thật với các bạn là cho đến giờ phút này thì chúng ta đã có kết quả là bạn Vũ Thành Hưng. Chúc mừng Hưng đã vào vòng trong. Mặc dù liên tiếp những câu không trả lời được. Bạn Hải Triều thân mến. Dạ. Cảm ơn bạn. Dạ vâng. Đã đến tham gia chương trình. Dạ vâng. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ vâng. Chúc em một năm mới mạnh khỏe. Dạ vâng. Bình an. Dạ. Đập được nhiều điện thoại. Dạ. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em.